Thưa quý vị, hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024, có nhiều hoạt động thể thao sôi nổi diễn ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, chương trình đồng diễn thể dục dưỡng sinh dành cho người cao tuổi tại quận Phú Nhuận đã diễn ra trong không khí phấn khởi, vui tươi. Đây là năm thứ 10 chương trình đồng diễn thể dục dưỡng sinh do Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận phối hợp cùng ban đại diện Hội người cao tuổi quận tổ chức. Với tên gọi đồng diễn thể dục dưỡng sinh mừng Xuân Giáp Thìn, mừng Đảng Quang Vinh 2024. Chương trình quy tụ 300 hội viên người cao tuổi đến từ 15 đơn vị của quận tham dự biểu diễn với 5 tiết mục gồm nhiều nội dung: thể dục tay không, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ dưỡng sinh, thể dục có dụng cụ. Dạ, rất là hồ hởi, phấn khởi, vui lắm, tại vì mình người cao tuổi mà có những cái buổi như thế này thì rất là vui. Hồ hởi, phấn khởi, tạo thêm một cái niềm, một sức bật để cho một năm mới của mình được an khang thịnh vượng và nó sẽ càng tiến lên mãi. Và sức khỏe của tuổi già chúng ta sẽ khỏe mãi đẹp. Đây là dịp giúp người cao tuổi trên địa bàn quận có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sống, cùng nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Đồng thời động viên tinh thần của các hội viên tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.